Hello các bạn, đây là một trong những mô hình. Đó, mô hình rất là to nhá, đây là quay tàu. Đó, mô hình nhân vật siêu nhân nhẹ, siêu nhân rơi. Và cái này là phần gì đây? Đây là phần gì? Phần búa, phần cơ này. À, kho à, thần, vị thần kho. Vâng, kiểu là cô kém búa nhưng mà chả ai lấy được. Còn đây là siêu nhân gì? Nhưng mà bây giờ... Ở đâu ơi, đây người sắt mà. Bố, bố, bây giờ Thor là tổng thống. Cho vào túi. À, nhặt đi đi vào túi. Đừng quét cho vào túi. Túi á, có bẩn à? Bẩn được kìa. Chàng ấy rất chịu khó này, anh làm quen này.